Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khóa 19 bước vào ngày làm việc thứ 2 và tiến hành bế mạc. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, các đại biểu nghe tờ trình về việc giới thiệu nhân sự và bằng hình thức bỏ phiếu kín, Hội đồng Nhân dân huyện đã bầu ông Lưu Quang Minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu có mặt tán thành. Trên tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phê duyệt dự toán, phân bổ ngân sách năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phê duyệt bổ sung đầu tư công năm 2020, phê duyệt chủ trương chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao giai đoạn 2020-2025, thành lập đoàn giám sát việc thực hiện thu quản lý sử dụng tiền từ các khoản đóng góp bắt buộc và đóng góp tự nguyện của học sinh đối với một số trường học trên địa bàn.